Thư xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Lâm Đồng đêm 21 ngày 22 tháng 8 năm 2021. Quý vị thân mến, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh và ảnh radar thời tiết cho thấy, mây đối lưu đang hình thành và phát triển mạnh trên khu vực các huyện Lạc Dương, Đam Rông, Chi Linh, Bảo Lâm. Hiện tại đến những giờ tới, những vùng mây này sẽ gây mưa rào và dông cho các khu vực nói trên, sau đó có thể lan sang khu vực thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và các huyện Lâm Hà, Đức Trọng, Đạ Oai, Đạ Tẻ và Cát Tiên. Trong cơn dông cần đề phòng mưa lớn cục bộ kèm theo tố, lốc, sét và gió giật mạnh. Trong 24 giờ tới, tỉnh Lâm Đồng chịu ảnh hưởng chủ yếu của gió mùa Tây Nam có cường độ yếu đến trung bình, do vậy thời tiết trong toàn tỉnh có khả năng mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa nhẹ vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rải rác đến nhiều nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 2. Cụ thể, khu vực phía Bắc tỉnh Lâm Đồng, bao gồm thành phố Đà Lạt, Lạc Dương và Đam Rông. Tại khu vực này, có nền nhiệt độ khá dễ chịu, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa nhẹ vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rải rác, gió Nam đến Tây Nam cấp 2. Nhiệt độ dao động từ 14 đến 25 độ, độ ẩm là 82 đến 87%. Tiếp theo là khu vực phía đông tỉnh Lâm Đồng, bao gồm Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà và Di Linh. Khu vực này có mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rải rác, đêm không mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 2. Nhiệt độ dao động từ 18 đến 29 độ, độ ẩm là 80 đến 85%. Tiếp theo là khu vực phía nam tỉnh Lâm Đồng, bao gồm thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm. Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rải rác vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 2. Nhiệt độ dao động từ 19 đến 29 độ, độ ẩm là 85 đến 90%. Và cuối cùng là khu vực phía tây nam tỉnh Lâm Đồng, bao gồm Đạ Oai, Đạ Tẻ và Cát Tiên. Tại khu vực này, có nền nhiệt độ cao nhất trong tỉnh dao động từ 22 đến 33 độ, độ ẩm trung bình là 80 đến 85%. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, đề phòng chiều tối có mưa rải rác. Quý vị và các bạn thân mến! Việc thành lập các tổ hợp tác để cùng nhau phát triển là định hướng mà hiện nay rất nhiều địa phương trong đó đang áp dụng, trong đó có xã Đà Loan, huyện Đức Trọng. Các tổ hợp tác này không những giúp người nông dân ổn định được đầu ra, mà cùng với sự hỗ trợ từ địa phương trong việc chuyển bớt diện tích cà phê sang trồng các loại nông sản, hay việc đầu tư nhà lưới trồng rau cho nông dân cũng tạo điều kiện để bà con yên tâm hơn trong việc sản xuất, cùng nhau ổn định kinh tế. Đây cũng là một trong những nội dung sẽ được đề cập đến trong chương trình 365 ngày chuyển động được phát sóng ngay sau đây. Mời quý vị và bà con cùng đón xem. Khép lại chương trình sẽ là dự báo thời tiết cho những thắng cảnh, khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và bảng nhiệt độ các tỉnh thành trong cả nước. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.